hiểu cho mình. Nhân trong nhân gian ngày nào vui thì tàu trong tàu sao quá lanh lùng. Cùng bơi bức cung đi dần tàu, rồi mấy bánh chung giam tới Long Hòa. Thân anh không ai phiên tò trên kêu ngán rằng hai năm anh chung ở Long Hòa. Nhớ lúc xưa đến bên cạnh, một mắt em cứ tôn vào. Em sinh con trai, nuôi con cho cháu lớn, đặt tên cho con thế đăng chơi. Tầng đêm hao hấn tới sáng trong dài giam anh cô nhớ nhớ về con, đưa con hài đăng chơi. Dòng lưu bông dây dây chăn dây mật xanh bao năm qua ba là gây hết tâm sự vô đây. Em ơi hết tháng anh về ngay, cho anh xin biết con là ai. Ngày bi bắn mất tất cả niềm đau trong trại giam, về em đưa con hề đặt chạy. Con hỏi nàng tên tề thiên đại thánh. Tại sao? Tại vì trong cả tam giới chỉ có duy nhất một mình nàng có thể làm cho cây kim cô bổng của ta nó to lên rồi. Shall I?
mình là một gia đình, ly này tôi xin mời kèn.
con. Ước mơ giàu sang đô la bạc tiền. Em đi theo đại lộ. Sao anh cứ im không trả lời?
tại vì anh có lý do của riêng anh. Số anh nghèo không thể lo được cho em luôn nắm em. Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy hiểu cho anh, anh cũng yêu, anh cũng buồn. Là đàn ông anh phải lo lắng cho em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi đang xa người
nhạc trong thần tình đang đeo tôi. Anh lao nhanh trên đường Quỳnh Tấn phát, với đôi tay anh mong ngày điện thoại. Cô em đi ôi mà còn có cơm thì đồng đường chắc có chiếc tay chia đang chạy lên. Thì đồng đường chắc anh lao nhanh quần chúng nó tưởng đi hồ lăn vô chiếc tăng xì cái đùng. Vừa nói dân tiếng mấy câu còn nó bay đã xong.
gọi cho em, mời em đi ăn tối. Em trả lời cảm ơn, rồi em nói rằng em đang gặp đôi. Anh nghe liền lấy xe chạy qua em, chở em đi lòng vòng quân tư, thấy óc quanh anh quèo vô. Trong em thật đáng yêu, vì em kêu liền một con heo xưa. Anh nghe lòng tái tê, gọi tê tái mà anh không có dám nói. Em kêu gà nướng lu, bồ câu quay, mấy ký tôm càng xanh. Ý trời ơi, mấy ký tôm mà càng xanh. Em kêu tô mì khô, một ly đá chanh, một nồi ốc xào bơ. Tôm mà càng xanh. Tôm mà càng xanh. Anh đâu hay đang lính cho leo dây gì, anh không có iPhone cầm vào.
gian kiếm đi ôn lại bạch này xa khá áo xoài chân kiếm đi ôn lại bạch này xa khá thơ con cá na mong sổ ta thân áo chung đơn xây thơ con cá na mong sổ ta thân áo chung đơn xây sạch xô sáng xô to 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 hôm nay nàng dừng lời.
thương em lỗi tắt đường đồng mà đẹp. Từ lúc tay ôm cầm đồng, em đành lòng chưa một lần lên thăm tôi.
tạm giam lâu nay cũng đã đành luôn kêu anh con đi làm tân. Mẹ cha ơi xin đừng không may thứ tha con một lần vẫn yêu. Từ khi con biết ăn chơi ba mẹ mới khổ vì con. Giờ rớt vô đây con mới hay nhận ra. Chị xin em yêu hay hiểu nhưng luôn ăn cơm năm thế dừng đồ. Tại ai anh đây mới rớn cây án năm năm người đành quấy con. Từng đêm anh nghĩ đến em không tình còn nghĩ em ơi. Sao đành tâm phụ tôi người bước theo ai đành lòng. Từ lòng tay ông cầm đầu cho em đành lòng. Chưa một lần lên thăm tôi cùng lối do anh đua đòi ăn chơi mới đâm ra cược giật đêm nằm chờ thương em chỉ xin người đừng buông tay. Đến tôi năm năm trong này quá lắm đây nghĩ đến đây cha mẹ già đang ở nhà gồm từng đông lên năm con giọt nước mắt rơi theo thời gian trôi con cũng quay chờ về nhưng nhìn thấy em đang cùng mái tóc lại em vui rớt vô đây năm năm chỉ thôi tiếc tâm trái buồn mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.